Chào các bạn trở lại kênh Tự tin tiếng Anh. Trong cái bài học này chúng ta sẽ học về dạng đúng của từ. Chúng ta biết một từ, biết tất cả các dạng của từ và đặt cái từ đó vào trong một câu hoàn chỉnh. Câu 26: His attitude changed dramatic. Dramatic này là một tính từ. Danh từ của nó là gì? Danh từ của nó là drama. Động từ của nó là dramatize là động từ. Adverb của nó là gì? Adverb của nó là dramatically. Dramatically. Cái này đọc tắt là dramatically nha, chứ đừng có đọc kỹ quá là dramatically là không có đúng. Cái phần này không ai đọc gì. Đọc là dramatically, bỏ cái phần on ở chỗ này. Dramatically. Ở trong câu này mình cần từ loại gì đây ta? His attitude changed. Chỗ này á, cái này là chủ từ, cái này là động từ. Một từ sau nó bổ nghĩa cho động từ thì nó là trạng từ. Như vậy thì mình sẽ xài chữ dramatically. Nếu như mà mình biết tất cả các từ loại của nó là đơn giản rồi, phải không? Mình đã học ở cái danh sách ở bài học bên kia là kỹ năng viết câu, và trong đó có tính từ, động từ, trạng từ, nó đặt ở nào, ở chỗ nào thì mấy bạn biết rồi. Thì qua đây mình chỉ cần nhận ra nó là từ loại nào nữa mình gắn vô thôi. Câu 27: What would you put on them? Interpret. Interpret này nó là một động từ. Danh từ của nó là interpretation. Interpretation. Nó còn một cái chữ danh từ nữa, đó chính là interpreter. Interpreter. Chữ này có nghĩa là phiên dịch. Người phiên dịch là ta xài chữ interpreter, dịch mà dịch nói. Còn dịch viết là translation. Mà thường chữ translation là dùng cho cả hai, vừa dịch nói vừa dịch viết luôn. Danh từ, động từ nó đã đây rồi, interpret. Nó không có tính từ. Vậy thì trong câu này mình cần từ loại gì? Ở đây nó có trợ động từ. Có động từ nè. Ở chỗ này là danh từ. Mà cái chữ interpreter này dùng cho người. Chữ kia thì dùng cho vật. Cái trường hợp này là cho vật. Vậy thì mình sẽ dùng chữ interpretation. Nhưng mà cái chữ này là có nghĩa là phiên dịch, còn cái chữ này thì không phải. Nó có một cách dịch khác, là cái dạng giống như là chuyển ngữ hay là cái phương pháp nào, giống như trong cái ngữ cảnh này nè. What interpretation would you put on them? Có nghĩa là áp dụng nó theo cái luật nào, hay quy định nào, hay là theo cách nào. Tiếng Anh nhiều khi muốn dịch cho nó hay dịch cũng không nổi. Tại nó khác nhau nhiều quá. Câu số 28. Có nhiều câu dịch không được. Most of the rebels were captured and armed. Vậy là sao? Trong trường hợp này arm này nó là từ loại gì? Arm này nó là từ loại, nếu là cái tay thì nó là danh từ. Còn nếu như mà trường hợp mà
trang bị vũ khí này kia thì nó là động từ, có thể là danh từ, có thể là động từ. Mà đối với từ này á, nó còn có tiếp đầu ngữ là dis nữa. À, nha đây am thì nó có thêm chữ là disarm, nó cũng nó giống nhau vậy. Chẳng hạn như có khi nó là danh từ, có khi nó là động từ. Vậy thì cái disarm này có khi là danh từ, khi động từ, am này cũng có khi là danh từ, có khi là động từ. Còn chứ nó không có tính từ hay là trạng từ gì hết. Thì trong trường hợp này là mình cần một cái động từ. Động từ để mình chia past simple. Hầu hết những cái cuộc nổi loạn nè đều bị bắt và tước khí giới. Nếu arm là trang bị vũ khí thì disarm là tước khí giới. Vậy là mình phải cần chuyển cái từ này qua passive, vậy là disarm. Chuyển nó qua xong mình sử dụng. Câu số 29. Learning between right and wrong is very important. Discriminate. Discriminate này nó là động từ. Danh từ của nó là discrimination. Discrimination. Tính từ của nó là discriminatory. Discriminatory. Thường mình đọc discriminatory. Sorry, discriminatory. Nhưng mà thường mình sẽ tắt luôn, mình bỏ chữ O này. Discriminatory là tính từ. Trong trường hợp này mình sử dụng từ loại nào? Trong trường hợp này cái này nó là learning ing là tính từ, vậy sao nó cần một danh từ. Learning discrimination between right and wrong is very important. Trường hợp này mình sử dụng danh từ discrimination. Câu số 30. Spacemen orbiting the Earth in spaceship are white. Này từ lỗi của nó là tính từ. Không 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 phải tính từ, không có t, còn có chữ t, nó là danh từ. Vì này nó là danh từ, động từ của nó là quay. Rồi tính từ của nó là weightless. Weightless, vậy là tính từ của nó là weightless. Vậy trong câu này mình xài cái gì? Mình xài tính từ, tại vì này nó sao động từ to be nè. Giống như ta nói là người ở ngoài không gian á, xoay quanh trái đất ở trong không gian á, là không có trọng lượng, weightless. Câu số 31. You were told not to touch my paper. Express này bản thân của nó là động từ. Danh từ của nó là expression. Expression là danh từ. Tính từ của nó là expressly. Expressly nó là tính từ. Trong trường hợp này mình sử dụng từ loại nào? You are expressly torn, tại vì nó sao động từ to be,
sau động từ to be were mình phải dùng tính từ là expressly told not to touch my paper. Rõ ràng là tao đã nói với mày đừng có động vào giấy của tao. Câu số 32, I admire you to your work dedicate. Dedicate này bản thân của nó là verb. Danh từ của nó là gì? Dedication. Dedication là danh từ. Trong trường hợp này mình sử dụng danh từ hay động từ? I admire you. Dedication to your work. Nếu như trường hợp này mà đưa danh từ vô thì nó không có đúng. Sao đúng được? Nhưng mà nếu mà đưa động từ vô thì lại cũng không đúng luôn. Tại vì nếu xài động từ, ai đâu mà cho gợi ý động từ trước. Trường hợp này có thể là sai ở chỗ này. I admire your dedication thì nó hợp lý nhất. I admire your dedication to your work. Tôi ngưỡng mộ cái sự tận tụy của bạn đối với công việc. Câu 33, good is important in any relationship. Communicate. Communicate này là một động từ. Danh từ của nó là communication. Communication. Nó còn có một danh từ khác nữa là communist. Communist. Động từ của nó là communicate. Tính từ của nó thì tương tự như danh từ thôi. Tính từ của nó là communicative and communist. Communicative and communist. Communicate nó là tính từ. Trong trường hợp này mình sử dụng danh từ good communication. Vậy trong trường hợp này mình sẽ sử dụng communication có nghĩa là giao tiếp. Còn ở danh từ kia là communist là nghĩa là cộng sản. Thì mình không có xài trong ngữ cảnh này. Tiếp theo, Karl Marx là các Marx, mình học Marx Lenin rồi kia đó. Các Marx, Karl Marx was a gì đó. Communism. Communism này là một tính từ khác. Này nó là này là nó là một danh từ, một danh từ nhưng mà nó có nghĩa về bên cộng sản, về bên chính trị. Thì nó mấy chữ khác thì nó cũng tương tự như vậy thôi. Thì danh từ của nó thì cũng là communist, tính từ của nó thì cũng là communist. Nhưng mà trong trường hợp này mình xài là tính từ. Communist leader. Vậy thì mình sẽ sử dụng cái từ loại communist này. Nói về chính trị phải sử dụng từ này chứ không phải là communicative. Communicative và nói về giao tiếp. Vậy ở câu này mình sử dụng từ communist. Tính từ. There are between two children difference.
difference này hiện giờ nó tự loại nó là tính từ. Vậy thì danh từ của nó là gì? Difference. Difference. Động từ nó là differentiate. Differentiate. Nó là động từ. Vậy trong trường hợp này mình sử dụng danh từ DR gì đó, between two children. Vậy là danh từ là difference, ở đây là số nhiều. Differences. Vậy mình chuyển nó thành differences. Differences. Đó, em chọn từ này. There are differences between two children. Ok, bài học hôm nay đến đây là hết. Nếu mấy bạn thấy video của mình có ý nghĩa thì hãy đăng ký ủng hộ mình và giới thiệu cho nhiều người cùng học. Cảm ơn các bạn.